Mến chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với N98. Thì mình đã quay trở lại rồi đây. Trong video hướng dẫn lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn đã làm dấu cộng. Không biết các bạn đã làm nhuận nhuyễn được chưa ha. Thì ngày hôm nay các bạn đã thấy trên bàn là mình đã chuẩn bị sẵn là 7 khối Rubik. Tại sao như vậy? Tại vì mình muốn nhắc lại bài cũ cho các bạn một chút xíu. Đó là khi mà muốn giải quyết một khối Rubik 3x3 như vậy để hoàn thiện nó thì chúng ta cần phải 7 bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ làm dấu cộng mặt màu trắng của viên Rubik 3x3. Bước thứ hai là chúng ta sẽ lắp vị trí của 4 viên góc này sao cho nó đúng vị trí để hoàn thành tầng 1. Bước thứ ba là chúng ta sẽ lắp vị trí của các viên cạnh này cho nó đúng vị trí tầng 2. Bước thứ tư đó là các bạn sẽ làm dấu cộng màu vàng. Có thấy không? Giống như dấu cộng màu trắng thì bây giờ chúng ta sẽ làm dấu cộng màu vàng nhưng mà vẫn giữ nguyên được cái tầng 2, các bạn thấy không? Bước thứ năm là chúng ta sẽ hoán vị các viên cạnh này cho nó đúng vị trí màu tâm. Ví dụ đây màu xanh thì đây xanh, đỏ đỏ, xanh xanh, cam cam. Bước thứ sáu là chúng ta hoán vị các cái viên góc này cho nằm đúng vị trí, nằm đúng vị trí của nó, đúng họ và tên địa chỉ nhà của nó. Ví dụ như đây là vàng, xanh dương, hồng. Mới đây là màu đỏ nhưng mình là màu hồng. Thì cái cục này, cục góc của nó là vàng, xanh dương, hồng, nằm đúng vị trí nhà. Tương tự như cục này như cũng vậy, chỉ có điều là nó chưa hoàn thiện thôi. Bước 7 là chúng ta lật những cái viên góc này lên, lật từng viên góc này lên bằng cách xoay. Thì đó là 7 bước. Thì mình ôn lại bài cũ một chút xíu ha. Thì bây giờ đây là dấu cộng nè. Bây giờ mình sẽ phá cái viên Rubik này ra. Sẽ ôn lại bài cũ với các bạn một chút xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm dấu cộng nha. Rồi, khi các bạn đã làm được cái dấu cộng này thì việc tiếp theo các bạn làm đó không phải là đi làm bốn cái góc này đâu, mà chúng ta sẽ xem là những cái viên này nè, thấy không? Những cái viên viên cạnh này nè có nằm đúng cái màu tâm nó hay chưa. Ví dụ như là mình có viên này đi, trắng nè, trắng nè, xanh lá nè, xanh lá nè, đúng nè, trắng trắng, cam cam, đúng nè. Tự nhiên thằng này là trắng trắng, tự nhiên đỏ, xanh dương, không có đúng đúng không? Thằng này cũng vậy, trắng trắng, xanh dương, đỏ. Thì các bạn nhận ra một điều rằng đó là hai thằng này nó sẽ đổi vị trí cho nhau để nó đúng, giống như hai thằng này là đúng cái cạnh màu, chắc chắn hai này đổi vị trí cho nhau. Đó, đây là một trường hợp khi mà các bạn làm dấu cộng xong thì các bạn phải theo dõi, quan sát trước coi nó đã đúng chưa. Mình thường gọi đó là dấu cộng đúng. Thì ở đây là mình có dấu cộng sai nè, hai thằng này nó bị sai nè, các bạn thấy không? Là cần phải đổi vị trí với nhau mà hai thằng này nằm kề với nhau nữa. Rồi, đây, dấu cộng đúng là như vậy này, là thấy không? Trắng trắng, đỏ đỏ. Trắng trắng, xanh dương, trắng trắng, cam cam, trắng trắng, xanh lá, các bạn thấy không? Nó đúng hết rồi đó. Các còn cái bốn cái viên góc này thì một tí nữa vô phần 2 mình sẽ bắt đầu học. Không có vấn đề gì phải lo lắng hết. Được chưa? Thì một trường hợp nữa đó là đây. Thì mình đã nói thì khi các bạn làm được dấu cộng xong, việc đầu tiên các bạn đó là không có làm luôn bốn viên góc này mà phải thì nhìn xem cái này nó trùng cái viên góc cạnh này nó trùng với màu tâm chưa nha. Đó, mình sẽ thấy thằng này trùng nè, đúng không? Thằng này trùng. Đó, thì giờ mình trên tay mình là hai trường hợp nè. Các bạn nhìn nha, trên tay mình là hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là hai thằng đúng, nó nằm đối diện nhau, thằng này với thằng này nằm đối diện nhau. Vậy vị trí của nó cần đổi là vị trí thằng này và vị trí thằng này, đúng không? Tiếp theo, hai trường hợp thứ hai là hai thằng này nó đúng rồi nè. Và hai thằng này nó cần đổi vị trí cho nhau. Này là hai thằng đổi vị trí cho nhau, hai thằng đối diện.
Còn hai thằng này đổi vị trí cho nhau là hai thằng kề nhau. Thì mình sẽ làm vị trí hai thằng đối diện trước. Các bạn có thể chụp màn hình lại cái này. Đây, chụp màn hình đầu tiên. Đây. Đây. Rồi, đây là trường hợp 1. Thì cái cách hoán vị hai viên này rất là dễ. Các bạn sẽ cho cái cạnh giữa này xuống nữa ha. Hai cái. Rồi các bạn sẽ xoay ở dưới hai cái. Rồi, các bạn thấy nó liền màu chưa? Đó, rồi mình sẽ đưa nó lên. Mình làm xuống thì mình phải đưa nó lên. Thấy chưa? Mình làm lại ha. Rồi, đây là cái trường hợp mà trắng trắng, xanh lá, xanh dương. Trắng trắng, xanh dương, xanh lá. Giờ đổi cho nhau nha. Cho cái giữa xuống nè. Cái dưới dưới tầng đáy xoay qua hai cái rồi cho cái giữa lên là được. Vậy là chúng ta được vô cộng màu trắng. Rồi, đó là trường hợp 1. Vậy cái công thức rút ra ở trường hợp này là sao? Là ở giữa xuống hai cái. Ở đáy qua hai cái. Ở giữa lên hai cái, lại lần nữa. Ở giữa xuống hai cái. Đáy qua hai cái. Giữa lên hai cái. Rồi. Vậy là chúng ta đã được trường hợp 1. Và tiếp theo là trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ làm sao? Sẽ giải quyết hai thằng này nằm kề nhau ha. Rồi. Các bạn lưu ý ở trong cái trường hợp này là chỉ có hai trường hợp thôi nha. Cái dấu cộng màu màu trắng này chỉ có hai trường hợp thôi. Đó là hai thằng kề nhau và hai thằng nằm đối diện nhau. Bây giờ tới hai thằng kề nhau nè. Rồi các bạn nhìn thấy hai này đúng đúng rồi đúng không? Thì mình sẽ giữ hai thằng này ở góc dưới cùng bên tay trái của mình, ở góc dưới cùng, và hai thằng sai này, hai thằng cần đổi vị trí cho nhau này nằm ở trên cùng góc bên phải. Thì các bạn sẽ làm cái công thức như sau. Các bạn có thể ghi lại, có thể khoan, trước khi ghi các bạn chụp màn hình lại đây cái trường hợp này nha. Đổi hai thằng này cho nhau nha. Rồi mình để như vậy. Rồi các bạn nhớ nha, màu xanh luôn luôn hướng cho người nha. Rồi cái bước làm đó là cái tầng bên phải này nè xuống này, đúng không? Rồi ở tầng trên nè đưa qua này, rồi cái tầng bên phải lên nè, tầng trên đưa về nè, rồi tầng phải xuống nè. Đó, các bạn thấy nó đổi với nhau không? Lại nha. Rồi cái bước này nhìn nha, nhìn cho kỹ. Rồi đổi hai thằng này cho nhau, hoặc là sau này các bạn có thể đổi là hai thằng này đổi cho nhau, không? Cái này là trường hợp để cho mọi các bạn dễ nhận biết là hai thằng gần nhau đổi cho nhau như thế nào thôi. Không có bao giờ tự nhiên đổi hai này cho nhau ha. Thằng này tự nhiên đúng không có cần đi đổi. Chỉ có hai thằng sai mới đi đổi cho nhau thôi, không có đổi hai thằng đúng nha. Tự nhiên không có đổi một thằng hai thằng đúng, hoặc là không có đổi một thằng đúng một thằng sai, cũng không có đổi là một thằng đúng một thằng sai nha. Chỉ đổi hai thằng sai với nhau thôi. Rồi. Trường hợp này các bạn ghi lại lần nữa nè. Xuống. Không? Bên phải xuống nè. Tầng trên qua nè, bên phải lên nè. Tầng trên trả về nè, tầng phải xuống nè. Rồi, các bạn nhìn cái hướng chuyển động ha. Rồi, nhìn kỹ ha. Rồi, lần nữa nè. Xuống, qua, lên, qua, xuống. Đúng ha. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn tập nhanh cái trường hợp này. Đây, xuống. Mà các bạn đọc cái câu thần chú là xuống, qua, lên, qua, xuống. Xuống, qua, lên, qua, xuống. Xuống, qua, lên, qua, xuống. Mình không có hướng dẫn là U, R, U phẩy, hay là L, L phẩy, F, F phẩy, B, B phẩy, D, D phẩy gì đâu. Mình chỉ hướng dẫn cái ngôn ngữ thật là gần gũi với chúng ta thôi. Chứ hướng dẫn cái kiểu kia thì các bạn cần học, nắm vững cái kiến thức cơ bản rồi mới học được cái kiểu kia. À, giờ làm lại nè. Xuống, qua, lên, qua, xuống. Xuống, qua, lên, qua, xuống. Các bạn có thể nhẩm nhẩm và làm nhiều lần. Xuống, qua, lên, qua, xuống. À, xuống, qua, lên, qua, xuống. 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 Đọc như thần chú vậy đó. Rồi. Khi mà bạn làm quen rồi, các bạn chỉ cần khi mà thấy nó, các bạn làm quen, các bạn chỉ cần bạc, bạc, bạc. Xong, thấy chưa? Lại ha. Khi mà thấy nè. Xong, ví dụ hai thằng này đó, mình nói là trường hợp là hai thằng này đổi cho nhau, thấy không? Đó, đổi thôi, biết rồi. Giờ cũng giống cái trường hợp này thì hai thằng này đổi cho nhau, nó kề kề nhau, hai thằng này nó đúng thì cũng đổi như vậy thôi. Đó, thì đổi hai thằng này đi, thằng này đổi cho nhau
Đó, đổi hai cho nhau. Nó sẽ nguyên tắc của nó là chỉ có đổi cho nhau thôi ha. Thì có hai cái trường hợp như vậy các bạn có thể ghi lại. Rồi, cái trường hợp kia mình sẽ chỉ cho bạn học nhanh nè. Dùng cái ngón tay nè, đưa cái cục ở giữa xuống nè. À, thấy không? Quen thấy không? Các bạn dùng cái ngón tay giữa này móc cho nó mạnh lên là nó sẽ tự động xuống. Rồi, mình lưu ý là các bạn nên mua một cục Rubik nó có độ trơn vừa phải, xoay nó êm tay. À, mình mới học mình mua cục cỡ 50 đến 100 nghìn xoay được rồi. Đừng mua mấy cục mà ngoài chợ nha, mấy cục đó cứng ngắc à. Rồi, các bạn tập nè, xuống xuống nè, ở dưới dùng cái ngón danh nè, à, ngón đeo nhẫn á. À, búng hai cái nè ha, dùng cái ngón giữa móc lên ha. Lại. Xuống xuống qua qua lên lên à. Khi mà các bạn làm dấu cộng xong các bạn nhìn 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 ồ thấy hai này tự nhiên đổi cho nhau đọc thần chú liền xuống xuống qua qua lên lên đó, đó là thần chú để các bạn làm được dấu cộng đúng trước khi các bạn vô trường hợp 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo tới trường hợp 2. Đây, trường hợp 2 là viên này đây. Là chúng ta sẽ làm các cái viên này nó các cái viên góc này nó về đúng vị trí của nó và lật cái màu trắng hướng lên trời ha, thấy em. Đó. Đây là cái mẫu thôi, thấy không? Lưu ý là những cái màu trắng trắng xanh xanh này phải giữ im nha. Bốn cái viên cạnh này làm gì làm vẫn phải giữ im cái vị trí ban đầu của nó khi các bạn đã làm được dấu cộng đúng như vậy rồi ha. Thì chúng ta sẽ vị trí vậy là việc chúng ta bây giờ chỉ cần tìm những cái viên màu trắng, thấy không? Giờ các bạn có thể ghi lại khi mà làm dấu cộng đúng xong thì các bạn việc cần tìm tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm những cái viên như là trắng nè, những gọi là những viên góc trắng đỏ xanh dương, trắng đỏ xanh lá, trắng xanh lá cam, trắng xanh dương cam. Thì chúng ta chỉ quan tâm tới bốn cái thằng chứa màu trắng đó thôi và chúng ta sẽ việc là lắp vào đây và cái cách lắp như thế nào thì mình bắt đầu mình chỉ ra ngay sau đây. Rồi mình lấy hai viên này để làm mẫu ha, cái viên này là làm mẫu là chắc chắn rồi nè. Rồi giờ tiếp theo các bạn thấy nè, khi mà các bạn làm dấu cộng đúng xong thì thấy tự nhiên mình thấy được một thằng này đúng không, thằng trắng nè, xanh lá đỏ, mình gọi nó là họ và tên của nó là thằng trắng xanh lá đỏ, thì cái nhà của nó là chắc chắn bắt buộc nó phải là trắng xanh lá đỏ giống như thằng này, nhưng mà nó đang nằm ở cái nhà của thằng mà trắng xanh dương đỏ, trắng xanh dương đỏ. Thì nhà của thằng này ở đâu, mình tìm nhà nó ở đây đúng không, trắng xanh dương đỏ. Thì thằng này vị trí đúng của nó không phải nằm ở đây mà nó nằm ở đây, mặc dù nó đã làm màu trắng lên rồi nha. Đó, mình xác chỉ với bạn xác định giống như thằng này cũng vậy. Đây nè, thằng này mình thấy trắng xanh lá đỏ, vì nhà nó chắc chắn không có nằm ở đây rồi, nhà nó nằm bên đây đúng không. Còn thằng này nó cũng lật màu trắng lên cũng đúng rồi, nhưng mà nó là trắng xanh dương cam thì nhà nó không ở đây, cũng không ở đây, nhà nó đây nè đúng không ạ. Mình phải xác định là bốn cái thằng màu trắng, bốn cái thằng góc màu trắng này đó. Bây giờ thằng cam này, cam xanh lá trắng nó nằm đúng về nhà nó rồi nè, nhưng mà nó chưa được vô cửa nhà tại vì nó chưa có lật cái màu trắng nó lên, thấy không? Yeah. Mình không có lật nha, trong Rubik mình không có lật kiểu này ha, nó đúng vậy là đúng rồi nhưng mà nó đang nằm vậy đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm các trường hợp. Rồi nè, mình quy ra các trường hợp như sau. Trường hợp đầu tiên nè, là các bạn thấy nè, mình có hai cái viên, các bạn thấy không? Nè, hai cục này nó tạo ra trường hợp đầu tiên nè, trắng đỏ xanh dương, họ và tên nó là trắng đỏ xanh dương, nhà của nó là trắng đỏ xanh dương. Thằng này cũng vậy, họ và tên của nó là trắng đỏ xanh dương, trắng đỏ xanh dương, nhà của nó cũng là trắng đỏ xanh dương. Vậy thì như thằng này nó nằm
Nằm như vậy là đúng đúng đúng. Nhà nó giờ nó chỉ vô cửa thôi nè, thấy không? Này nó chỉ lên đây thôi, đưa nó lên đây cái là được, thấy không? Nhưng mà mình không có lật lên vậy được, mình lật lên vậy là thằng này mất, đúng không? Vậy thằng này nó đúng rồi, nó nằm đây rồi, nhưng mà nó đúng cái trường hợp đó, nhưng mà nó chưa có nằm ngay cái nhà nó, họ và tên nó đây, nhưng mà nó nằm nhà khác, mình phải đưa nó về cái chỗ mà chưa cái nhà nó, đây là đây, đúng không ạ? Mình lật lên vậy thì thằng này nó sẽ mất, đúng không? Mặc dù nó lên đây rồi nhưng mà thằng đó sẽ mất. Vậy thì làm sao? Vậy là hai trường hợp này các bạn nhìn nè, thấy không? Nhìn là thì hai thằng này nó sẽ đưa lên vị trí đúng của nó, nhưng mà một thằng là nằm bên tay phải, một thằng nằm bên tay trái. Vậy thì trong trường hợp này thằng bên tay phải làm sao? Màu trắng luôn luôn hướng vào người nha các bạn, màu trắng luôn luôn giữ hướng vào người mình để đưa viên này lên đây. Ghi chúng ta sẽ cho cái viên màu trắng này lên đây, nằm bên tay phải thì chúng ta sẽ cho viên màu trắng qua trái, thấy không? Đây nha, kỹ các bước mình làm nè, màu trắng qua trái nè. Rồi ở đây đúng không, nó nằm đây đúng không, rồi cho thằng này xuống, rồi cho thằng màu trắng về lại, thấy chưa? Cho lên đó, các bạn thấy nó về đúng vị trí nhà nó chưa? Mình làm lại ha. Rồi nằm đây, cho lên đây thì nằm bên tay phải thì mình phải đưa cái mặt màu trắng xoay qua bên trái nè, màu trắng này nè, chứ phải mặt màu trắng này nè, cái viên có cái mặt màu trắng này đưa qua bên trái, cái này xuống, bên phải xuống, trả lại, đưa lên, đó các bạn thấy chưa? Ok không? Rồi vậy thì thằng này giờ nó nằm bên 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 tay tay trái của mình làm giống thằng kia được không? Này mình đưa qua phải cho này xuống, đưa vô, đâu có ảnh hưởng nhau đúng không? Đâu có. Ủa thằng này vẫn nằm đây, đang đứng ngoài cửa à? Vậy làm sao? Thằng này cho lên đây đúng không? Hồi nãy mình nói là thằng màu trắng luôn luôn hướng như người nha, cái mặt màu trắng này luôn luôn hướng như người. Thằng xanh với thằng đỏ này không quan tâm, màu xanh màu trắng luôn luôn hướng người thì nằm bên tay phải thì đá qua bên trái. Giờ nằm bên tay trái nè, giờ mình sẽ đá qua bên phải nè, thấy chưa? Sorry các bạn, cam của mình hơi bị lệch một xíu. Giờ nè, lại ha. Màu trắng nó nằm bên tay màu trắng này nó nằm bên tay trái thì mình sẽ đá nó qua bên phải nè, đúng không? Màu trắng này nếu nằm bên phải mình đá qua trái, giờ nó nằm bên trái giờ mình đá qua phải nè, nó muốn lên đây đúng không? Đúng không? Thằng này cho lên đây đúng cái nhà nó rồi thì cho thằng này xuống, đưa nó về, đưa nó lên, đó thấy chưa? Lại ha, thằng này cho lên đây. Tại sao như vậy? Nãy mình phân tích rồi, trắng xanh dương đỏ, nhà của nó là trắng xanh dương đỏ thì đằng này nó chắc chắn nằm đây rồi, thì cho qua nè, nằm bên tay trái đưa qua phải, rồi cái bên về trái xuống trả về lên, đó các bạn nhìn thấy không? Nó là như vậy nè. Nhưng mà một là thằng á thì thằng quỷ này nằm đây, một thằng thằng quỷ này nằm đây, nó hai trường hợp nghịch nhau đó. Như các bạn thấy vậy thì bây giờ mình sẽ tìm những cái trên những cái viên Rubik này, mình thấy những cái trường hợp nào như vậy mình sẽ bắt đầu mình giải ha. Ví dụ mình thấy thằng này đi, cái màu trắng nó hướng vô người nè, nó nằm vậy cũng được, thì mình sẽ bắt đầu mình đi tìm, mình thể tìm thấy thằng này hoặc là thấy thằng này. Còn cái thằng màu trắng hướng cho mình cầm vậy đúng không, màu trắng nào nó hướng, màu trắng nào nó hướng xuống đất á, màu trắng nào nó hướng xuống mặt đất thì vẫn bận tâm. Giờ mình bận tâm những cái thằng mà nó cái màu trắng nó hướng nằm ngang trước, thằng nào hướng nằm ngang thì mình cứ đưa nó vô người mình trước, thấy không? Rồi thằng này họ tên nó là gì? Trắng, cam, xanh dương, nhà nó đâu? Đây, trắng, cam, xanh dương, đưa nó về nhà nó trước, không đưa thôi nha. Rồi tới đây đúng không? Đây lên đây, hồi nãy mình học rồi, thằng này đúng tới cửa nhà rồi, giờ cho vô nhà thôi. Thằng này lên đây nằm bên tay phải thì mình cho qua trái, bên phải xuống trả về, bên phải lên, đó nó vô nhà rồi, thấy không? Giờ mình thấy hai này được rồi, thấy không nó liền một màu xanh này nè, liền màu đỏ đỏ xanh xanh rồi cam cam nè, đó đúng chưa? Đấy, các bạn nhìn một một mảng thấy cũng vui vui rồi, làm tới đây vui rồi. Giờ đi tìm tiếp một thằng, tiếp thằng này mình nói rồi, thằng nào mà cái mặt nó hướng xuống đất á, màu trắng hướng xuống đất đừng bận tâm, tí mình sẽ chỉ sau. Giờ tới thằng này, ai cha, thằng này họ tên nó là gì? Trắng đỏ xanh lá, nhà nó đâu? Đây, trắng
đỏ xanh lá. Thôi nằm ngay cửa nhà luôn, bây giờ phải cho vô thôi. Thằng này lên đây, cái trường hợp mình học rồi, đúng không? Nằm bên tay phải, đá nó qua bên trái cái, rồi dùng cái thằng phải xuống, đá nó về, đưa nó lên, được chưa? Lại ha. Nằm bên tay phải, đưa qua trái, cho bên phải xuống, đá về, đưa lên. Đó, thấy chưa? Vậy là chúng ta đã làm được 3 phần 4 cái phần 2 rồi. 1, 2, 3. Ồ, còn viên nữa nằm đây, đúng không? Những cái viên, vậy là bạn nhớ cho mình là trong trường hợp đó là nó sẽ những cái viên nào nằm màu trắng hướng vô bên đây. Thấy không? Thì đá qua bên trái, nằm bên phải đá qua bên trái. Rồi, tương tự viên này. Rồi, à, thằng này trắng, xanh lá, đỏ. Nhà nó đâu? Trắng, xanh lá, đỏ. Thì mình đưa về nhà nè. Ồ, cái trường hợp học rồi nè, thằng này lên đây đúng không? Cho qua xuống, qua lên. Đó, vô nhà chưa? Thấy vô nhà chưa? Rồi giờ tự nhiên thấy thằng này màu trắng luôn. Những cái thằng màu vàng nha, những thằng màu vàng trong cái bước phần 2 này các bạn đừng quan tâm. Quan tâm những cái thằng góc này màu có màu trắng, chứa màu trắng là được. Thằng này nhà nó đâu? Trắng, cam, xanh dương. Đây, trắng, cam, xanh dương, đưa nó về nhà nó trước. Thấy không? Đang nằm bên đây nè, đưa nó về nhà nó trước. Rồi thằng này lên đây. Ồ, hồi nãy giờ mình mới gặp được một cái trường hợp ngược lại với thằng kia thôi. Giờ từ thằng này một trắng nằm hướng cho người thì mình nó nằm bên tay trái mình nữa thì mình sẽ cho nó qua bên tay phải. Rồi, cho cái ghìa trái xuống. Trả nó về nè, thấy chưa? Rồi cho lên. Rồi được chưa? Ok không? Lại ha. Qua xuống, qua lên. Rồi. Tiếp theo. Vậy là chúng ta đã hình dung được một cái trường hợp, nhưng mà nó xảy ra hai cái trường hợp nhỏ trong cái trường hợp đó. Đó mình đặt được trường hợp số 1 ha. Đó là mình đặt trường hợp số 1. Thì các bạn nhớ ghi chép đầy đủ nha, cẩn thận nha, trường hợp số 1. Rồi, trường hợp số 2 là cái viên màu trắng nó nằm ở tại vị trí nó nè. À, mình nói như vậy thôi, viên màu trắng nằm tại vị trí nó. Có thể vậy luôn nè. Đó, nó nằm hai bên này đúng không? Các bạn thấy nè nha. Nếu nó nằm bên này thì mình xoay qua vậy nó cũng nằm giống mình rồi. Cái màu trắng nó hướng với người. Màu trắng nó hướng người, nó cũng giống viên này màu trắng hướng người rồi. Thấy chưa? Mình sẽ xoay lại như vậy. Thì mình không có dặn nha, các bạn không có dặn góc như vậy thì mình chỉ làm cho các bạn nhìn hình dung ra được thôi. Vậy thì cái trường hợp mà viên trắng này nè ha, mà nó nằm nó hướng vô người mình. Các bạn đang cầm vậy, tự nhiên làm được hai này rồi, thấy không? Nó dễ ra trường hợp một dễ rồi. Giờ mình xoay xoay tìm chích cha dưới này không có thấy thằng nào có màu trắng mà tự nhiên thấy có mấy thằng trắng trên này. Rồi, khi mà gặp cái trường hợp này á thì cũng có hai trường hợp, xảy ra hai trường hợp nhỏ, đây là trường hợp thứ hai, nhưng mà trong trường hợp thứ hai thì có 2.1, 2.2 nữa. Thì nếu thằng này nằm đúng vị trí rồi ha thì lại mình vặn lên như vậy thì dễ rồi, nhưng mà không được. Phải làm sao đưa nó xuống dưới này để đưa nó lên. Đưa nó lên trên, lật cái màu trắng nó lên trên. Thằng này cũng vậy. Thì thằng này cái cách làm như sau. Đây là trường hợp 2 nha. Những thằng nào nằm bên trái nha. Ở nằm bên phải nha thì cho xuống nè. À. Cái trường hợp này trường hợp thứ hai thì các bạn có thể chụp lại cái này. Rồi chụp màn hình lại. Đấy không? 2.1, 2.2 đi. Hồi nãy cũng là 1.1, 1.2, giờ 2.1 nè. Rồi, trường hợp này cho con này xuống nè. Giờ ghìa phải xuống, nằm bên phải là cho ghìa phải xuống. Hồi nãy là bên phải đá qua trái, nhưng cái này không có đá qua trái, tất cả đá qua phải. Nè, nhớ lại nha. Xuống nè. Đá qua phải nè. Rồi, trả lên cái. Đã đá đi chỗ khác rồi đó. Nhưng mà các bạn thấy nó nằm đâu? Nằm đây nè. Thấy chưa? Tự nhiên đang nằm đây. Khó không? Mình không biết làm sao hết. Mình cho xuống lại ha. Tự đang nằm đây mình không biết làm sao hết, mình cho xuống, cho qua, cho lên lại một cái. Tự nhiên nằm đây vô cái trường hợp 1.1 hồi nãy của mình. Thằng này cho lên đây. Thằng bên phải cho lên đây, dễ thôi. Qua. Rồi qua trái, cho thằng phải xuống, trả vô, thấy chưa? Các bạn thấy dễ không? Lại ha. Rồi. Thằng này muốn lật nó lên thì lấy nó xuống,
cho nó ra đằng sau. Đá nó lên, mình xuống mình phải lên lại. Thằng này lên đây, học trường hợp 1.1 rồi. Cho qua, cho này xuống, trả về, cho lên, đó là được. Vậy thì cái cách làm này á là mình làm một bước trung gian để lấy nó ra, tạo nó quy nó về trường hợp 1 để mình làm. Rồi viên này thì mình cũng vậy luôn, nằm bên đây thì những người nào thông minh thì mình chỉ cần chỉ một bên như vậy thì bên kia họ tự suy ra được, thấy không? Bạn nào mà hơi có vấn đề chút thì mình có thể nhìn hai bên. Rồi giờ như vậy, viên cái gì trường hợp 2.2 nè, thì thằng này nằm đây mình vẫn lấy nó xuống nè, thì bên trái mình đưa qua trái nè, cho nó lên nè, thằng này lên đây học rồi, nằm bên trái cho qua phải, rồi thằng này xuống cho vô đó, thấy chưa? Rồi lại ha, xuống cho qua trái, lên thằng này ấy nằm bên trái cho qua phải, xuống trả vô đó. Vậy là chúng ta đã làm được tầng 1 đúng rồi nè. Nhưng mà hồi nãy chúng ta còn một thằng nữa, thằng này. Ủa sao vậy? Thằng kia đâu? À thằng kia nằm đây, đúng không? Vậy là hồi nãy mình nhìn được một trường hợp là nằm nó hướng vô đây, một trường hợp là nằm dưới đây, một trường hợp nằm trên đây. Vậy trường hợp thứ ba là trường hợp khó, là cái màu trắng này nó nằm ở đây nè. Được chưa? Màu trắng nằm đây. Nằm đâu không biết nha, nhưng mà những cái thằng mà có màu trắng hướng xuống đất ha, thì việc đầu tiên của các bạn làm đó là đưa nó về chân của cái chỗ mà đưa về cửa nhà của nó cái đã, nè thấy không? Nằm ở đâu không cần biết nha, đưa về cửa nhà nó cái đã, thấy chưa? Đưa nó về cửa nhà nó cái đã. Rồi ghi lại nha, nhớ nha, không cần biết nó nằm đâu, miễn nó hướng xuống đất thì đưa nó về trước cửa nhà đó. Rồi đây, cửa nhà nó đây, nhà nó đây, thì thằng này cho lên đây. Làm sao mình phải lấy nó ra bằng cách nào? Nằm bên trái à, không, giờ nằm bên trái bên phải cũng vậy, mình cứ cho nó xuống cái đã. Ví dụ nó nằm bên đây, nhà nó bên đây ha, nói chung mình làm vậy cũng được, mà mình làm vậy mình đừng có bận tâm trường hợp này không có trái phải nữa đâu. Trường hợp này là mục đích để lấy cái viên này tạo nó thành trường hợp 1 đó. Rồi cho nó xuống nữa ha, các bạn thấy không, cho nó xuống, đưa nó qua chỗ khác, đưa qua đây, các bạn lật lên là thành cái trường hợp 2 đúng không? Không được thì đưa qua cái nữa lên đó. Giờ thấy như vậy, tự nhiên nó lật cái màu trắng lên, thấy quen quen chưa, thấy giống trường hợp 1 chưa? Rồi tự nhiên biết họ tên nè, trắng, cam, xanh lá. Ở nhà nó đây, trắng, cam, xanh lá, cho dưới chân nhà đó. Thằng này lên đây học rồi, qua xuống trả về lên, thấy chưa? Dễ không? Quá dễ. Lại ha, thằng này thằng này mà muốn cho lên đây cuối cùng, hoặc là lên ban đầu cũng được, hoặc cuối cùng cũng được, mình phải làm một bước trung gian từ đó. Thì thằng cái riêng cái thằng màu trắng nó hướng xuống đất này, các bạn không có phân biệt bên trái bên phải, chỉ cần nó nằm ở đây thì mình cho bên này xuống, nó nằm ở đây thì cho bên này xuống, không có bận tâm ha, cứ cho nó xuống, đừng đá động nó mấy anh chưa là được, cho nó xuống, đưa nó ra chỗ khác, đưa một lần không được, đưa hai lần, không? Thì mình chung quy lại cái cách này như sau: cho nó xuống qua hai cái, rồi cho nó lên ra trường mà học mình đã học và mình làm thôi, được chưa? Rồi rồi tóm lại trong cái video lần này, mình mong muốn các bạn tư duy làm sao ra được các cái, làm ra được các cái trường hợp giống như vậy ha. À, một cái tầng này nó đã đúng rồi nè, thấy chưa, đúng không? Tầng này như vậy giống thằng mẫu không, quá giống. Dạ nè, cam đúng nè, đúng để bạn đừng có bận tâm như này, thấy chưa? Rồi vậy thì ở đây chúng ta sẽ xảy ra ba trường hợp, đó là trường hợp 1
là hai cái thằng màu trắng nằm đây. Rồi học rồi, trường hợp 2 hai thằng màu trắng nằm đây hai bên này hướng vào người mình. Trường hợp 3 cái thằng màu trắng này nó nằm ở đâu dưới này nè, mình phải lật nó lên. Vậy thì các bạn cố gắng tập luyện để làm sao một tuần nhanh nhất mà đúng như vậy nha. Có thể cho mình rồi những cái gì mà mình kêu các bạn ghi chép lại mình sẽ để ở ngoài màn hình, thì các bạn cố gắng ghi chép lại để nhớ. Và nếu mà học có gì không hiểu thì cứ comment bên dưới để mình hướng dẫn cách chi tiết hơn trong video thứ ba. Các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký để ủng hộ mình để và nhận những video tiếp theo hướng dẫn. Thì chúc các bạn thành công.